Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay thì tôi lại tiếp tục vào sâu cho anh em xem những hạt giá rẻ thôi. Toàn là những hạt ngon và nói chung là vừa đủ anh em chơi. Thì đến với cái hạt đầu tiên đặc quyền VIP 6, KD1.11 và hạt gồm 20.000 kim của hạt level 90 anh em nhé. Đấy, thì vừa vào thì anh em đã nhìn thấy khung VIP Inferno rồi. Rất là chất luôn. Thì hạt thì chỉ hai vòng thôi và có set Inferno nha anh em nhé. Hai server như nhau. Đấy, giá thì cũng rất phải chăng, đây có hơn 300k thì anh em đã sở hữu set Inferno nhé. Cũng có chức năng lưu KD như khẩu Akachan thôi, AK-47 Beat Inferno, M4A1 Bon Beat, M4A1 Ezequerry, M4A1 M14E và Darkline, AWM Inferno. Và thêm một vòng nữa là vòng 3Z Bon Beat, 3Z Bon Beat, DE Bon Beat, Golden Sack, DE Thunder, DE Beat Inferno. Đấy, và có cả trận chiến luôn thì là được một set thôi, nói chung cũng rất là chất. Deep Inferno, AK-47 Nobel Dragon, M4A1 Lo Đẹp Bell Dragon, Mauser X2, BCS Nobel Dragon X2, M240 Betina, A12 Booster, Đục Đồ Bò Gold nha anh em, Iphonic Gold, M4 Băng, các thứ nó trong xu tiến cũng khá khá thôi, AK-Sigmin, M4 Ultimate Gold, M4 Giải Đấu Hàng, hai server như nhau nha anh em nhé, AWM Gold, Barret Raya Dragon, Tua Team Raya Dragon này. Nói chung súng tím thì nhiều. M4 Fantasy, AWM à, rất là nhiều súng tím. X2 Jacking Bull luôn à, cả gỗ các kiểu. Rồi tiếp tục đến nhân vật thì đang full nhân vật 3 vòng quay. Có nhẫn nha anh em nhé. Nhẫn thì 2 dòng 5 sao và 1 dòng 4 sao. Thiên phú thì nói chung là cũng được khoảng 80%. BVB thì gần mắc rồi, mắc cỡ bom nhanh rồi. Nhưng chủ hạc cũng rất là ok. Đấy. Level 90 set Inferno hơn 300k cho anh em. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Và tiếp tục đến với card tiếp theo. Level 76 đặc quyền VIP 0 nha anh em nhé. VIP 0 rất là chất, 2 server luôn. Card 1.79 và hầu của 20.000 kim. Đấy thì giá cũng có mấy chục ca cho anh em thôi, chơi được 2 server thì anh em nào thích VIP 0 thì cũng rất là ok, vẫn có chúng anh em chơi AL94 MFG90 Never 2 nha anh em nhé, VIP bà tước, một đồ bò băng, Katana Transformer, đây là mình em đổi xu này, Akachao, Akago, Tua Team Biroia Dragon. Nói chung VIP 0 thì anh em nào khoái chơi thì mua thôi. M4A1 Rốt này. Rồi cũng có 3Z nha anh em nhé. Đấy, nói chung là rất là ngon luôn. Nó chất ở cái VIP 0 thôi. Đấy, 3Z thì có 3Z đen. Đê, 2 quả lựu đạn cờ lao. Nhân vật thì là AOE diễn viễn này. Rồi, thiên phú thì khoảng được 6-70% nha anh em nhé. Đấy, level 76 đặc quyền VIP 0. KD đẹp nha anh em nhé. Thì cũng có lục đồ bò rồi. MSG level 2 là DIE, Akachao, Akago, Tua Team Biroia Dragon. Cái kiểu 3Z đen, nhân vật AOE. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo. Level 87 đặc quyền VIP 5 nha anh em nhé. KD 1.38 và hào gồm 27.000 kill. À, 2 server như nhau. Nói chung là cũng vừa đủ súng anh em chơi thôi. Giá thì hơn 200k thì anh em có team B luôn nhé. Đấy, có M451 Beat này, AL94 VIP, 3Z thì có 3Z Transformer, Dua Team B, 2 server như nhau nha anh em nhé. USB bà tước, Mouser Lobel Dragon, BCS Lobel Dragon. Trận chiến thì QED Ultimate Gold, Katana Transformer, M4, M4 đổi su, Quắm, Akachao, AK-47 Blue Battery. Cũng tím thì cũng khá nha anh em nhé. QED Raya Dragon, Jacking Bull, Thiểu Đạn Cần La. Nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay và đi danh thì có con Gold là rất ok. Nói chung là sở hữu được Gold và Team B nha anh em nhé. Nhẫn thì ngắm kẻ địch nhẫn HP, 2 dòng 5 sao, 1 dòng 4 sao, dây chuyền không tẩy. Đấy, nói chung là cũng rất là ngon, chỉ có hơn 200 thôi. Thiên phú 80%, đã mắc cỡ bom nhanh. Rồi, tôi sẽ vào sâu vòng quà thì nói chung là vòng con bít còn 3 ô, anh em nào thích đầu tư thì đầu tư. Vòng Akachan thì còn 5 ô, vòng 14 cũng còn 3 ô nha anh em, nói chung là cũng rất là ok. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo nha anh em. Thì đặc quyền VIP 6 level 91, card 0.8 và 245 kim cương, server EOS. Đấy, 200k full 2 vòng cơ bản thôi. AK và 3Z.
cực kỳ rẻ cho anh em, TVUS anh em nhé. Akachan AK4M41 Bonbit, M1014 FB Tagline, 3Z Bonbit, 3Z Aux, MSG thì để DIY, J Bonbit, USB bá tước, rồi ES Sonic Gold, sửa nông già, AK Wicom, M4 Belly, AK Gold, AKSS, Tacking Bull, AWMZ này, hai quả lựu đạn cường la. Nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay rồi. Đấy, cũng có nhẫn và dây chuyền, nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Nhẫn cũng khá đẹp nha anh em nhé, dây chuyền có một dòng 5 sao luôn. Trên phố thì khoảng 80% cần mắc gỡ bom nhanh. Vòng quay thì nói chung là full được 2 vòng. Rồi tiếp tục đến với kẻ tiếp theo. Đấy, Never 70 nha anh em nhé. Ra đây 1.41 và hảo gồm 10.000 kim, à còn 294 kim cương, à 2 server nha anh em nhé. Đấy, giá thì cũng có mấy chục ca cho anh em thôi. Đúng toàn là rẻ rẻ vui vui thôi. 1451 S Jaguari này, Thun Sơn Văng, à còn Thun Sơn Level 1 thôi. Tia Thunder, AK47 Nobel Dragon, USB bá tước, BCC Nobel Dragon, M24 BB Tết Nam, Thực Ca, AK đổi tu, Z9A91 này. Rồi M4 AWM Argo, AK M4 Z Debut, chẳng cái nguyên tiêu AK47A này, rồi cũng có ba chiếc đen nhưng nhé, DE các kiểu. Nhân vật thì có rốt thôi ở vòng Akachan. Rồi thiên phú thì được khoảng 60% thôi. Rồi tôi sẽ đến bên tiếp tục đến với cái hạt tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái hạt tiếp theo. Thì hạt tôi sâu lại hạt hôm qua thôi. Đấy, giá thì cũng hơn 200k nhưng mà lấy thẻ cào cho anh em nhé, rất là ngon luôn. Tại vì thường thường những hạt cái này thì hơn 200 thì thường thường người ta bán hay lấy ATM cơ. Đấy, thì phun vòng 3Z Bonbit nha anh em nhé. Có M4A1 SQR, AWM Inferno Dragon, 3Z Bonbit, RBK65, rồi DE Bonbit, DE Thunder, một cái dìu xanh, AK thì có Akazusa, M4A1 Nobel Dragon, 3Z Nobel Dragon, Mouser Nobel Dragon X2. Rồi có cả cung nữa, cung cũng rất là ngon nhé. Và bá, dép tổ ong, IF Phonic, IF Phonic Gold, Katana Transformer, Katana Transformer Gold, thương set X3, màu 4 băng các kiểu, Team Binula, xẻng X-Max này, liệu đạn Clan X2. Nhân vật thì full nhân vật 2 vòng quay. Vật phẩm thì cũng có nhẫn, nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Thiên phú thì được khoảng 70-80% nhé anh em. Rồi tôi sẽ đến với cái hạt tiếp theo. Ở đến với cái hạt cuối cùng nhé, bạc Free Fire nhé anh em nhé. Thì nói chung cũng khá là ngon này. Đấy, vừa mới vào thì anh em đã nhìn thấy khẩu XM8 cá mập vàng này, cũng đang khá là hot và giá thì có hơn 100k cho anh em chơi thôi. Đấy, đây tôi sẽ vào sâu phần nhân vật nha anh em nhé, để anh em tự xem. Chung là có hơn 100.000 thôi. Đấy, rất là rẻ cho anh em. Vừa đủ đồ để anh em chơi nhá anh em nhá. Thì đấy, bây giờ tôi sẽ vào sâu luôn skin súng đấy. M4 thì có M4 bỏ cạp máy lại hàn băng này, M1014 này,
Rồi AK thì có AK47 công nghệ MB5 1K. Gloria này, rồi MB40 sấm sét anh em nhé. Thì cái này tăng sát thương và tăng hai lần băng đạn này, rất là ngon. Rồi Famat băng Maga Rồng này cũng tăng sát thương này. Đây, khẩu XM8 cá mập vàng anh em nhé, thì tăng sát thương và tăng tầm xa. Khẩu này thì đang bán ở trên đấy cũng khá là hot nhé. Nói chung là sâu qua qua thôi. Bom keo này, phương tiện thì có một cái cũng có đấy, động đây. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Thì anh em nào mua hàng thì inbox Zalo tôi nhé. Số điện thoại thì tôi sẽ để ở đầu intro clip. Tạm biệt anh em.